Trong ngày cuối cùng của đợt rét đậm rét hại kéo dài 6 ngày qua, người dân miền Bắc đã bắt đầu cảm thấy thời tiết ấm lên khi nhiệt độ cao nhất ngày đã tăng lên 15 đến 17 độ, trời ít mây và hừng sáng hơn. Trong điểm này, khối khí lạnh sẽ suy yếu mạnh, dịch chuyển ra phía biển và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng sang phía Đông Nam, để nền nhiệt tại miền Bắc tăng lên nhanh chóng trong 3 ngày tới. Trong đó, các tỉnh Tây Bắc là nơi chịu ảnh hưởng trước tiên và mạnh hơn của vùng thấp nóng. Trời ít mây và nắng mạnh với nhiệt độ tăng cao tới 29-31 độ. Còn tại phía đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, do đới gió Đông Nam mang theo hơi ẩm từ biển thổi vào, nên đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể. Ban ngày trời nắng ấm, với mức nhiệt cao nhất có thể đạt từ 25 đến 27 độ, tương đương đợt nắng ấm Tết Nguyên đán vừa qua. Đến chiều tối ngày 18 tháng 2, một khối khí lạnh mới từ phía Bắc lại tràn về, gây mưa rét và nhiệt độ giảm trở lại tại các tỉnh Bắc Bộ đúng vào dịp bắt đầu tiết vũ thủy, tức là mưa ẩm.